Xin chào mừng các bạn đã đến với video ngày hôm nay Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái thủ thuật nho nhỏ Với Pivot Table và cái Pivot Slicer Thì ở trong cái video lần này thì các bạn có thể nhận thấy được rằng là Nếu mà chúng ta có một cái Pivot Table khá là nhiều option như ở đây Thì các bạn có thể thấy là cái Slicer nó sẽ rất là dài Và rất khó có thể chúng ta có thể chọn được một cái loại xe ô tô nào đó ở trong này Thì bây giờ thì chúng ta sẽ có cái thủ thuật là như sau, chúng ta có thể thêm được một cái ô search vào trong cái pivot table này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử search SLK, một cái mẫu xe của Mercedes. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bấm nút OK như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là chúng ta có thể rất là dễ dàng để có thể mà search hay là tìm kiếm được ở trong cái slicer này. GLK nữa cũng là một cái mẫu xe nhưng mà ở đây thì không có Thế nên mình sẽ thử một cái mẫu xe khác Ví dụ như là bắt đầu bằng Chevy, ok, Cherokee cũng được Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây Thì ngoài cái việc là chúng ta có thể lựa chọn trực tiếp ở trên cái slicer này Nhiều loại xe cùng một lúc Thì chúng ta còn có thể filter nhiều loại xe Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái bước là làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được cái chức năng filter ở trên cái slicer này ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái bảng pivot table như thế này và các bạn có thể nhận thấy được rằng là bảng này nó có rất nhiều loại ô tô bây giờ thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta đầu tiên là chọn cái bảng pivot table này sau đó là chúng ta sẽ bấm vào thẻ analyze trong cái thẻ analyze này thì chúng ta sẽ bấm vào select và chọn entire pivot table và bây giờ thì chúng ta sẽ bấm chuột phải ở trên cái pivot table này chọn copy hoặc là chúng ta có thể bấm phím control C là phím tắt ở trên bàn phím cũng được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi dán cái pivot table này sang một ô ví dụ như là F4 chẳng hạn. Chuột phải này sau đó chúng ta sẽ chọn paste bình thường thôi. Thì các bạn có thể nhận thấy được rằng là khi mà chúng ta làm như vậy thì cả hai cái pivot table này nếu mà chúng ta bấm vào insert chẳng hạn sau đó là chúng ta sẽ đi đến phần filters ở đây và chọn slicer. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn filters ở car model rồi bấm ok thì cái slicer này nó sẽ được kết nối với cả hai cái bảng pivot table này luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử ví dụ là 57 và 62 chẳng hạn. Ok, 57, 62 thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là cả hai cái bảng pivot table này nó đều đang thay đổi bây giờ thì đối với cái bảng pivot table thứ hai thì chúng ta sẽ bấm chọn vào pivot table này và chúng ta sẽ di chuyển car model lên trên cái phần filters ở đây và chúng ta sẽ bỏ cái count of car model này ra và như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái filter của chúng ta thì cái kết quả filter này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái pivot table ở phía dưới và cái việc tiếp theo là chúng ta có thể nhận thấy được rằng là bây giờ thì nếu mà chúng ta bấm vào cái nút filters ở đây chúng ta lại chọn slk chẳng hạn rồi bấm ok thì các bạn có thể nhìn thấy là cái bảng pivot table đầu tiên của chúng ta nó cũng thay đổi theo và cái việc cần thiết bây giờ là chúng ta sẽ sắp xếp lại để cho cái slicer này nó sẽ vừa khít và nó che đi cái phần pivot table đó và nó chỉ còn lại cái nút filters như thế này mà thôi và bây giờ thì chúng ta có thể thử filters ví dụ như là chúng ta có cái mẫu xe là Cherokee chẳng hạn, chúng ta bấm vào đây. Và nếu mà các bạn muốn filters nhiều xe, lọc nhiều xe cùng lúc thì chúng ta sẽ bấm chọn select multiple items, ví dụ Grand Cherokee nữa. Rồi bấm nút ok thì các bạn có thể nhìn thấy và có thể là các bạn đã gặp cái trường hợp là sau khi filter xong ấy thì vì ở đây cái multiple items ở đây là nó uh, co giãn cái chiều rộng của cái cột này tự động thế nên để mà xử lý cái vấn đề này thì chúng ta sẽ bấm chuột phải vào cái pivot table thứ hai sau đó là chọn pivot table options sau đó ở trong phần thẻ layout and format thì chúng ta sẽ bỏ chọn ở auto fit column width on update rồi bấm ok như thế này và chúng ta sẽ chỉnh lại một chút như các bạn đang nhìn thấy ở trên video và như vậy thì từ lần sau thì các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta hoàn toàn có thể filter một cách bình thường mà không gặp phải vấn đề gì khi mà cái cột G này nó thay đổi độ rộng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.